Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, tặng quà các công nhân công ty JA Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của công ty JA Solar Việt Nam. Tuy mới đầu tư tại Việt Nam, nhưng JA Solar Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Bắc Giang, tạo số lượng lớn việc làm, bước đầu có đóng góp cho ngân sách tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội cho biết, quy hoạch điện 8 vừa được ban hành đã nêu rõ mục tiêu tăng năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Chủ tịch Quốc hội đề nghị JA Solar tiếp tục tăng tốc đầu tư vào Việt Nam để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng sản lượng các sản phẩm pin năng lượng mặt trời, đáp ứng nhu cầu thị trường của Việt Nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2024, Quốc hội xác định sẽ tập trung tổng giả soát thủ tục hành chính để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết 02 ngày 5 tháng 1 năm 2024 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Đặc biệt là không cho phép đẻ thêm giấy phép con, không gây phiền hà khó khăn cho người dân doanh nghiệp, nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thủ tục xuất nhập khẩu. Tại kỳ họp thứ 6 mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết số 107 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đồng thời cho phép thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư được thành lập từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu, năm nay ước tính thu được 15.000 tỷ đồng và nhiều nguồn khác. Mục tiêu của quỹ hỗ trợ đầu tư là ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong một số lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới áp dụng được điều này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết Việt Nam đang thực hiện theo hướng trung ương đẩy mạnh phân quyền cho cấp tỉnh, cấp tỉnh đẩy mạnh phân cấp cho cấp dưới trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã trao quà tặng công nhân công ty JA Solar, trao quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dân hương trong cây lưu niệm tại đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung. Cũng trong chiều 18 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dự khánh thành và trao nhà đại đoàn kết tặng hộ gia đình bà Lê Thị Trinh tại thôn Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Việt Yên nói riêng, trong đó có công tác xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo gia đình chính sách. Mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có chỗ an cư để lạc nghiệp.